chương trình radio Cà Phê Sáng. Chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Bệnh tật là kết quả của những gì trái với tự nhiên. Sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh. Con người bẩm sinh đều khỏe mạnh. Họ mắc bệnh vì chìm đắm trong danh lợi, lo quanh, nghĩ quẩn, tích trữ tài sản mà quên sự vô thường ở đời. Họ chỉ thấy lợi nhỏ mà quên hại lớn, lo làm giàu vật chất mà quên tu tâm dưỡng tinh thần. Vì thế, thân thể suy nhược, tâm trí điên đảo, thần trí bất nhất, lại thêm tiểu sắc quá độ, hỉ nộ bất thường, dinh dưỡng coi thường và bệnh tật do đấy mà sinh ra. Khi bệnh còn nhẹ, ta không để ý chữa trị, đến khi nó phát ra đe dọa trực tiếp vào đời sống, ta mới hoảng hốt tin tưởng vào các phát minh khoa học chữa trị. Thuốc men chỉ tạm thời ngăn chặn, khiến cho bệnh chậm tái phát, kéo dài cuộc sống để ta tiếp tục đắm chìm trong dục vọng, phiền toái một thời gian nữa. Đến khi thuốc men trở nên vô hiệu, bệnh tái phát thật mạnh, thì khoa học bó tay và con người chấp nhận sự phải đến sẽ đến và coi như đó là số mạng. Đây là một lầm lẫn rất lớn mà ít ai để ý. Nguyên nhân chính của bệnh là do sự bận rộn với đời sống hàng ngày, nếp sống càng tiện nghi thì họ lại càng hết sức lao tâm lao lực để đạt đến cái tiện nghi hơn nữa. Thêm vào lòng tham muốn chiếm đoạt, tranh đua để thỏa mãn dục vọng nhất thời, khiến cơ thể trở nên mất quân mình, phá hoại cơ quan tinh thần. Cơ quan này là đầu mối của mọi thứ bệnh, nên theo thời gian, bệnh từ từ ngấm vào tạng phủ, khiến con người càng ngày càng lệch lạc, sống nghịch với thiên nhiên, mất đi sự an lạc sẵn có. Nói một cách khác là họ mất đi chính mình. Sự xả ly, dứt bỏ tất cả là bước đầu để trở lại cái tinh thần nguyên thủy, là điều kiện cần thiết để trị dứt căn bệnh trầm kha của loài người. Sưu tầm trên trang Facebook Nguyễn Hạnh. Chương trình Radio Cà Phê Sáng xin được kết thúc tại đây. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio một ngày mới tràn đầy năng lượng và thành công.